21 tháng 6, đô la Mỹ tụt giảm. Đầu phiên giao dịch ngày 21 tháng 6 theo giờ Việt Nam, trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chỉ số Mỹ đô la index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 96,68 điểm, đô la Mỹ đứng ở mức 1 euro đổi 1,1305 đô la Mỹ. 107,71 yên đổi 1 đô la Mỹ và 1,2694 đô la Mỹ đổi 1 bảng Anh. Đầu giờ sáng đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tụt giảm do giới đầu tư đánh cực vào những chuyển biến về nhận thức của cơ quan tạo lập chính sách tiền tệ nước Mỹ. Đồng bạc xanh giảm nhanh sau khi cục dự trữ liên bang Mỹ phát tín hiệu lịch sử. Trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump phá vỡ truyền thống ba thập kỷ ở Nhà Trắng, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua phép ra dấu hiệu rằng tổ chức này có thể sẽ cắt giảm lãi suất do những sự không chắc chắn đã gia tăng đáng kể. Ủy ban thị trường mở phép cũng đưa ra nhận định khác biệt cho rằng hoạt động kinh tế đang tăng trưởng ở mức vừa phải so với mức vững mạnh trước đó. Fed cũng đã bỏ lập trường kiên nhẫn liên quan đến lãi suất trong các thông điệp trước đó. Phát biểu sau cuộc họp lãi suất tháng 6 năm 2019, chủ tịch Fed ông Jerome Powell cho biết, ông và các quan chức Fed có mục tiêu chung là duy trì đà tăng trưởng kinh tế Mỹ. Hàng loạt những thay đổi về nhận thức và những phát biểu là tín hiệu khá rõ ràng cho thấy, Fed có thể sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ, cắt giảm lãi suất cho một cuộc đua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Động thái của Fed diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump liên tục chỉ trích Fed và được xem là động thái phá vỡ truyền thống đã có khoảng 3 thập kỷ ở Nhà Trắng mà theo đó, các Tổng thống Mỹ hiếm khi đưa ra những phát biểu công khai về chính sách tiền tệ như một sự thể hiện tôn trọng đối với vai trò độc lập của Phép. Tuy nhiên, với ông Trump thì khác, ông Trump thậm chí còn tin mình có thẩm quyền đưa người khác lên thay ông Jerome Powell trên ghế Chủ tịch Phép, nhưng chưa có kế hoạch làm như vậy vào lúc này. Trước đó, theo Bloomberg, ông Trump thậm chí đã từng đề nghị luật sư của Nhà Trắng xem xét các lựa chọn để sa thải ông Powell người mà chính ông Trump đã đề cử cho ghế chủ tịch Fed vào đầu năm 2017. Tính từ đầu năm 2018, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng từ 435 đến 460 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chốt phiên giao dịch 20 tháng 6, tỷ giá euro đứng ở mức 25.930 đồng mua và 26.688 đồng bán. Tỷ giá bảng Anh là 29.268 đồng mua và 29.736 đồng bán tỷ giá yên nhật ở mức 213,6 đồng và bán ra ở mức 222,4 đồng.